Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng nhân dân các huyện tổ chức kỳ họp thông qua nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh Hưng Yên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều doanh nghiệp vào địa bàn. Tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng các dự án cụm công nghiệp tại huyện Kim Động. Đề án 06 mang lại tiện ích khám chữa bệnh cho người dân. Một số hộ dân ở xã Nguyên Hòa, huyện Phú Cừ thu hoạch nhãn chín sớm. Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp xem xét thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Tại kỳ họp, các ông bà đại biểu thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hưng Yên. Theo chủ trương sắp xếp điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của thôn Phương Thông, xã Phương Triểu về xã Liên Phương quản lý, thành lập xã Phương Nam trên cơ sở sáp nhập xã Phương Triểu và xã Hồng Nam, thành lập phường Lê Lợi trên cơ sở sáp nhập phường Quang Trung và phường Lê Lợi. Kỳ họp biểu quyết thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035, chương trình phát triển đô thị thành phố Hưng Yên đến năm 2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 thành phố Hưng Yên. Cũng trong sáng nay, Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi, Yên Mỹ và Kim Động tổ chức kỳ họp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025. Huyện Ân Thi có 6 xã thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính, trong đó sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của hai xã Văn Nhuệ và xã Đa Lộc thành xã Đa Lộc, xã Tân Phúc và xã Quang Vinh thành xã Quang Vinh, xã Hồng Quang và xã Hồng Vân thành xã Hồng Quang. Huyện Ân Thi đã hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri tại 6 xã với sự tập trung thống nhất cao. Hội đồng nhân dân 6 xã trong diện sáp nhập đã họp với 100% đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết nhất trí thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định. Sau khi sắp xếp, huyện Ân Thi còn lại 18 đơn vị hành chính cấp xã. Về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Yên Mỹ có 9 đơn vị, trong đó xã Nghi Hiệp sáp nhập với xã Sai Phạm thành xã Nguyễn Văn Linh, xã Lý Thường Kiệt và xã Tân Việt thành xã Tân Minh, 3 xã Yên Hòa, Việt Cường, Minh Châu sáp nhập thành xã Việt Yên. Xã Trung Hưng sáp nhập với thị trấn Yên Mỹ thành thị trấn Yên Mỹ. Kết quả lấy ý kiến cử tri ở 9 xã đạt tỷ lệ 98,64% cử tri đồng ý. Với phương án sáp nhập xã thành đơn vị hành chính mới, 100% các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện. Tại huyện Kim Động, theo phương án sắp xếp sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tổ Vinh với xã Phú Thịnh thành xã Phú Thọ, xã Nhân La với xã Vũ Xá thành xã Diên Hồng. Việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 4 năm 2024. Theo đó, cử tri đã tham gia lấy ý kiến đồng ý sáp nhập xã Vũ Xá và xã Nhân La thành lập xã Diên Hồng, đều đạt tỷ lệ trên 98%. Với tinh thần trách nhiệm cao, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham dự kỳ họp đã thống nhất thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai, thứ Bảy ngày 4 tháng 5, diễn ra hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động được tổ chức nhiều cuộc trong năm theo từng chủ đề cụ thể như về lĩnh vực thuế, hải quan, tài nguyên môi trường, để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Cộng đồng trên 17.000 doanh nghiệp trong tỉnh, từ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cho đến các doanh nghiệp sản xuất, thương mại đều cảm nhận được sự thay đổi về môi trường đầu tư kinh doanh của Hưng Yên. Điều này được chứng minh qua các con số về tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính đều đứng trong top đầu cả nước và từ chính tiếng nói của các doanh nghiệp. Khi chúng tôi về đầu tư và đặc biệt là các nhà đầu tư thứ cấp trong công nghiệp, họ đánh giá rất là cao cái công tác hỗ trợ các cái thủ tục ngay từ khâu ban đầu. Đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách hành chính, tỉnh Hưng Yên làm rất là tốt. Tôi và cộng đồng doanh nghiệp rất là vui mừng vì cái chỉ số như vậy. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn khi mà tỉnh đã thường niên tổ chức ra những chương trình này, nghe những cái ý kiến của doanh nghiệp để nhằm tháo gỡ những khó khăn kịp thời. Với phương châm chính quyền đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, trong bối cảnh các địa phương cả nước đều đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn qua nhiều hơn nữa những buổi gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ giải quyết thỏa đáng kịp thời những khó khăn, vướng mắc chính đáng doanh nghiệp đang gặp phải, tạo xung lực mới cho các doanh nghiệp bứt phá, phát triển. Mong muốn rằng tỉnh cũng tổ chức nhiều cuộc họp chung và những cái cuộc họp chuyên đề riêng nhiều hơn nữa để nắm bắt cũng như là cùng đồng hành với các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, rồi cùng là chia sẻ và giúp các doanh nghiệp yên tâm hơn nữa và có nhanh thích ứng với thị trường cũng như là có cơ hội để phát triển và mở rộng và yên tâm đầu tư ở tỉnh Hưng Yên. 4 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đứng nhóm đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến nay có hơn 2.240 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài với số vốn đăng ký trên 330.000 tỷ đồng và hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là những con số biết nói, khẳng định niềm tin của doanh nghiệp và môi trường đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Huyện Kim Động đang thực hiện giải phóng mặt bằng 3 dự án cụm công nghiệp nằm trong danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh, cần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sớm theo thời gian ban chỉ đạo tỉnh giao. Để thực hiện đúng tiến độ, huyện Kim Động đang tích cực đôn đốc, phối hợp giữa các bên nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng. Xã Nhân La có hơn 4 ha đất công điền trước đây được quy hoạch là khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, nay nằm trong phần đất cần thu hồi của dự án cụm công nghiệp Kim Động. Diện tích này đã được người dân thuê thầu chuyển đổi mô hình VEC với số lượng cây trồng vật nuôi lớn do chủ thuê đất ở xa ít về địa phương. Đến khi đã đạt được lịch hẹn làm việc với người dân, dù là ngày nghỉ nhưng cán bộ xã, đơn vị giải phóng mặt bằng vẫn thực hiện công tác kiểm đếm, quy chủ để kịp hoàn thiện hồ sơ. Xã Nhân La cũng là địa phương có diện tích cần giải phóng mặt bằng nhiều nhất ở cả 3 cụm công nghiệp. Vướng mắc thứ nhất là một số hộ dân người ta chưa hiểu, chưa đồng thuận. Cái thứ hai là về cái việc dừng sản xuất, trong khi đó là chưa có quyết định mà chưa trả tiền người dân. Xã đã họp và báo cáo cấp có thẩm quyền. Đến nay là thống nhất thông báo nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân và nhân dân đã hiểu. Ngay sau khi ban chỉ đạo tỉnh giao nhiệm vụ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 2 cụm công nghiệp Đặng Lễ và Kim Động, xong trước ngày 15 tháng 6, cụm công nghiệp Chính Nghĩa, trong tháng 10 năm nay, huyện Kim Động đã tổ chức họp bàn với các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng nhằm lắng nghe, tháo gỡ và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đơn cử như vướng mắc trong hỗ trợ đền bù các diện tích chênh lệch, huyện chỉ đạo các xã cân đối quỹ đất của các địa phương và phần còn lại được nhà đầu tư tham gia hỗ trợ. Đối với đơn giá một số hạng mục chưa có trong danh mục đền bù, được thu thập đơn giá thực tế và trình Sở Tài nguyên Môi trường xem xét quyết định sớm. Về đo đạc chỉnh lý bản đồ, huyện giao văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với các xã tiến hành hoàn thiện hồ sơ ngay trong đầu tháng 5 để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đúng quy định. Nhờ đó các bên thống nhất và có phương án xử lý cụ thể, tháo gỡ vướng mắc nhanh chóng, trực tiếp, không giàn trải. Trên tinh thần là đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư sẽ tích cực hỗ trợ để tạo điều kiện tốt nhất để các bên liên quan có thể hoàn thành sớm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Đối với khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Kim Động thì thứ nhất là chi phí đầu tư vào đất, thứ hai là sơ đồ giao ruộng và các hiện trạng thực tế nó khác nhau rất là nhiều. Đối với những trường hợp khó khăn này thì chủ đầu tư, đại diện ủy ban huyện và các xã rồi là các phòng ban liên quan thì cũng đã chỉ đạo rất là sát sao. Kèm theo đấy thì là cũng phối hợp rất là kịp thời và với những trường hợp mà vướng mắc cụ thể thì cũng đã gọi trực tiếp người dân lên địa bàn và đối thoại tại trụ sở làm việc hoặc nhà văn hóa thôn. Thì đến hiện tại thì là cơ bản đã không còn vướng mắc nữa, thì các hộ đã đồng thuận nhất trí rất là cao và tiến độ trả tiền đang triển khai. Đến hết tháng 4, huyện Kim Động đã ban hành thông báo thu hồi đất cho hơn 37 ha của dự án cụm công nghiệp Kim Động, đạt gần 60% diện tích cần giải phóng mặt bằng. Đối với dự án cụm công nghiệp Đặng Lễ, tỷ lệ này là 78%, tương đương trên 30 ha. Hiện huyện đang tiến hành các bước phê duyệt phương án và chi trả tiền đến các hộ dân. Đối với dự án cụm công nghiệp Chính Nghĩa vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển đổi đất lúa, huyện Cẩm Trương bắt tay vào công tác kiểm đếm, thu hồi đất, phấn đấu hoàn thành tiến độ theo kế hoạch tỉnh giao, theo tinh thần mặt bằng sạch đến đâu, giao đất đến đó, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện xây dựng hạ tầng, sớm thu hút đầu tư vào dự án. Thưa quý vị và các bạn, trước đây chúng tôi từng phản ánh việc thi công dự án đường DH15 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm phát sinh vướng mắc hư hữu Đó là dưới nền đường có hàng chục nghìn mét khối rác thải được tích tụ gần 40 năm của làng nghề tái chế nhựa Minh Khai. Sau khi đơn vị nhà thầu phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng để xử lý lượng rác thải tồn đọng này, thì nay lại xuất hiện tình trạng người dân tiếp tục mang rác thải sản xuất đổ vào công trường. Bên cạnh đó, mặt bằng thi công một số đoạn vẫn chưa được giải phóng, khiến dự án có nguy cơ chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Những bao tải chứa rác mới vừa được đem vứt ra điểm thi công này. Lượng rác được bốc lên dưới nền đường chưa được vận chuyển xử lý hết thì lại phát sinh hàng trăm mét khối rác mới. Không chỉ vị trí này, tại vị trí khác cũng có tình trạng tương tự. Câu hỏi được đặt ra là trách nhiệm để xảy ra tình trạng này thuộc về ai và ai sẽ phải chi trả tiền xử lý cho lượng rác tiếp tục phát sinh này. Không chỉ xả rác, một số hộ còn ngang nhiên tập kết một lượng lớn hàng hóa trên mặt bằng thi công của nhà thầu. Cảm thấy là dân vẫn còn vô ý thức, người ta đến đằng chỗ khu bãi rác kia là người ta thu mất tiền, mà đỡ đằng này thì là người ta vứt tranh thủ được, coi là tí nào vì nó cũng chỉ là ít một bao, hai bao nhưng mà nhiều nhỏ góp lại thành to. Cầu Nam Đuống rộng 24 m cơ bản đã thi công xong nhưng chưa thể kết nối với đường do vướng mặt bằng liên quan đến dự án làng nghề của công ty 319. Phần thi công liên quan đến kênh Nam Đuống trên địa bàn huyện Văn Lâm nhưng lại thuộc sự quản lý của công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống ở tỉnh Bắc Ninh nên các hồ sơ thủ tục cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay vẫn còn khoảng 50% mặt bằng chưa được bàn giao. Làm qua làng khoai cái khu Minh Khai này thì phải nói rằng là rất là khó khăn, phải nói là rất là khoai, rất là bất cập nhiều thứ. Theo cái tiến triển như này mà không có cái biện pháp triệt để thì chắc chắn là cái khối lượng rác nó còn phát sinh rất nhiều. Cũng mong là các cơ quan chuyên môn và chính quyền có cái hướng xử lý, chứ chúng tôi thì cũng đang chưa biết cách phải xử lý như nào. Nếu mà không có cái hướng xử lý sớm thì đương nhiên là không thể đáp ứng được cái tiến độ đề ra. Đường DH15 được quy hoạch là một trong 3 trục dọc trong bố trí không gian phát triển của đô thị Văn Lâm. Dự án đoạn từ quốc lộ 5 đến cụm công nghiệp Minh Khai dài gần 1,5 km cũng là trục trung tâm của vùng lõi đô thị loại 3 với nền đường rộng từ 22 đến 27 m, xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Dự án có tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh là 100 tỷ đồng. Đại diện nhà thầu cho biết kế hoạch là đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành dự án. Tuy nhiên, với những khó khăn vướng mắc như hiện nay, nguy cơ chậm tiến độ là rất rõ. Cục Thuế tỉnh Hưng Yên vừa công khai thông tin gần 1.800 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2024 với số tiền trên 4.600 tỷ đồng. Số tiền nợ cao nhất là trên 1.000 tỷ đồng, thấp nhất trên 8 triệu đồng. Trong đó công ty cổ phần Yên Sơn nợ trên 1.000 tỷ đồng, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên nợ gần 290 tỷ đồng, công ty cổ phần bất động sản Vạn Thuận Phát nợ trên 88 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Hưng nợ gần 60 tỷ đồng, các công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Hưng Yên, cổ phần dầu thực vật Quang Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Minh, khu dịch vụ vui chơi giải trí Hồ Thiên Đường và công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sơn Nam đều nợ trên 20 tỷ đồng. Thời điểm này, nhiều hộ trồng nhãn ở xã Nguyên Hòa, huyện Phú Cừ đang tích cực thu hoạch nhãn chín sớm để tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao giá trị cây trồng. Hiện toàn xã Nguyên Hòa có gần 60 ha trồng nhãn chủ yếu tại các thôn Thị Giang, Sĩ Quý. Trong đó, để tăng hiệu quả kinh tế, nhiều hộ dân đã xử lý kỹ thuật đối với khoảng 20 ha nhãn cho ra hoa đậu quả và thu hoạch sớm. Chủ yếu là giống nhãn hương chi, nhãn siêu ngọt, nhãn T6, còn lại xử lý cho ra hoa đậu quả để thu hoạch chính vụ. Các nhà vườn luôn tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật sản xuất nhãn nên những vườn nhãn trà sớm đều đạt tỷ lệ đậu quả cao, sinh trưởng phát triển tốt. Sản lượng trà nhãn chín sớm của xã Nguyên Hòa năm nay ước đạt trên 60 tấn. Giá bán tại vườn cho khách dao động từ 30 đến 40.000 đồng 1 kg, cao gấp gần 2 lần so với nhãn chính vụ. Thực hiện đề án số 06 của chính phủ, hiện nay 193 trên 193 cơ sở y tế có thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện tiếp nhận, tra cứu thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đạt 100%. Việc làm này giúp tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện thủ tục khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Theo đề án số 06, người dân có thể thực hiện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua 3 cách: sử dụng căn cước công dân gắn chip, sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSID hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID trên điện thoại di động. Nếu như trước đây khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế giấy, người dân phải mất thời gian để nhân viên y tế nhập mã thẻ đối chiếu kiểm tra thông tin, thì giờ chỉ cần vài phút, người bệnh đã hoàn thành thủ tục đăng ký, vừa giúp tiết kiệm thời gian cho người bệnh, đồng thời giảm tải áp lực cho nhân viên y tế, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Một số cơ sở y tế cũng đã thực hiện liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe người lái xe trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hôm nay tôi đến đây để tôi khám sức khỏe, để đổi bằng giấy phép lái xe. Tôi thấy thủ tục rất là nhanh chóng, tiện lợi, có căn cước công dân gắn chip, có thể khám được luôn, không phải mang giấy tờ nhiều như trước nữa. Có thể thấy, việc triển khai đề án số 06 của Chính phủ trong ngành y tế đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả và tiện ích trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế cho người dân. Chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo với nhiều cơ chế ưu đãi nhất trong hoạt động ngân hàng về thủ tục vay, lãi suất, thời gian vay, nguồn vốn vay này nhanh chóng phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống, tiếp sức hộ nghèo vươn lên, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững. Chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, trước đây là hộ nghèo, cả gia đình phải ở căn nhà cấp 4 cũ nát, cuộc sống rất khó khăn do thiếu vốn sản xuất. Năm 2012, thông qua hoạt động ủy thác của Hội Đông dân xã Hưng Đạo, gia đình chị mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội số tiền 50 triệu đồng để phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Với quyết tâm, sự nỗ lực tần tảo của chị, nhiều lứa gà, đàn dê và các cây trồng khác đã được xuất bán, kinh tế gia đình được cải thiện rõ rệt sau 2 năm sử dụng vốn vay ưu đãi hiệu quả. Bây giờ thì cũng tương đối là tạm ổn, không đến mức độ là phải so đo như trước nữa. Nguồn vốn nói chung là Ngân hàng Chính sách giúp đỡ, gọi là người nông dân làm ăn, thế là cũng khá ổn. Ông Hoàng Văn Thắng vay theo chương trình giải quyết việc làm được 100 triệu đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi, trang trại cây ăn quả. Có vốn, ông đã đầu tư để trồng nhãn sớm. Hiện nay ở nhiều vùng mất mùa nhãn, nhưng vườn nhãn nhà ông do áp dụng tốt khoa học kỹ thuật nên cho sai quả. Dự kiến hơn 1 tháng nữa sẽ cho thu khoảng 3 tấn nhãn sớm với giá cao. Cùng với đó, ông đã đầu tư chăn nuôi lợn, mỗi năm xuất bán hàng chục tấn lợn thịt, góp phần nâng cao đời sống. Hỗ trợ cho gia đình chúng tôi để tăng thêm một cái nguồn vốn để phát triển cái kinh tế hộ gia đình. Bình quân gia đình thì một tháng được tầm 20 triệu. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên kết hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể kịp thời giúp hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 2013, doanh số cho vay hộ mới thoát nghèo trên 89 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 90 tỷ đồng và đã giúp gần 5.300 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Từ đầu năm 2024 đến nay, doanh số cho vay các chương trình tín dụng của ngân hàng đã đạt trên 327 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ cận nghèo, hộ nghèo trên 31 tỷ đồng, giúp trên 6.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 1.700 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương để làm sao mà tăng cường nguồn vốn địa phương để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để chúng tôi thực hiện công tác cho vay đối với hộ nghèo cũng như là các cái đối tượng chính sách khác. Theo quy định, hiện nay hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất là 6,6% năm. Mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo là 100 triệu đồng một hộ vay, không phải bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng, mức cho vay và thời gian vay như vậy để phù hợp với quá trình phát triển kinh tế của các chương trình, dự án đầu tư dài hạn. Vừa qua tại thị xã Mỹ Hào xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm một học sinh lớp 4 thiệt mạng. Nạn nhân là cháu Ngô Huy Ca, sinh năm 2013, trú tại tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa. Theo đó khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4, gia đình không thấy cháu Ca đâu nên tổ chức đi tìm. Đến 19 giờ cùng ngày thì phát hiện cháu đã mất tại khu vực ao của nhà hàng xóm. Nguyên nhân được xác định là do đuối nước. Được biết mới đây, tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm cũng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 học sinh lớp 11 thiệt mạng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.